VinFast VF6 lần đầu lộ diện mặt mộc. Giá xe Honda lên xuống thất thường như chứng khoán. Hà Nội nghiêm cấm công chức can thiệp vào xử lý vi phạm giao thông. Chủ đề nóng trong tuần, hai bộ tranh luận kịch liệt về quy định mức độ rời rạc của ô tô nhập khẩu. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin Auto News Weekly. Chương trình sẽ mang đến những thông tin nóng hổi về thị trường, đời sống ô tô xe máy cùng các chính sách pháp luật trong nước được phát hành hàng tuần vào lúc 19:30 tối thứ Bảy trên các nền tảng YouTube và fanpage của Auto News. Tôi là Lê Vũ và tôi sẽ cùng đồng hành với quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Sau đây là những thông tin đáng chú ý nhất trong tuần về thị trường ô tô xe máy. Trong khi nhiều người đang nô nức đi trải nghiệm và say mê bàn tán về chiếc VF8 vừa đến tay những người dùng đầu tiên tại Việt Nam vào tuần trước, thì ngay trong tuần này, một phiên bản mới của VinFast bất ngờ lộ diện ở Hải Phòng, đó là mẫu VF6. Quý vị lưu ý là đối với các sản phẩm của VinFast sẽ không giới thiệu theo thứ tự giống như iPhone 11, 12, 13 hay mới đây nhất là iPhone 14, mà sẽ theo dòng xe, hàng xe và theo chiến lược riêng của hãng. Đây là mẫu xe điện gầm cao hạng B 5 chỗ ngồi, cùng phân khúc với Hyundai Creta hay Kia Seltos phiên bản EV. VF6 ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm CES 2022 tại Mỹ hồi đầu năm nay, thời gian mở bán có thể là năm sau. Đối với chiếc Ford Territory 2023 sắp về Việt Nam đã được nhà hàng về diện mạo thông số từ cách đây vài tháng. Nhưng mới đây, Ford mới hé lộ những tính năng an toàn cao cấp mà ít có chiếc SUV hạng C nào có được. Cụ thể là hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động, giúp xe tự động lùi vào điểm đỗ chỉ bằng một nút bấm. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn hấp dẫn như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng kết hợp chức năng dừng và đi, cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo xe cắt ngang, cân bằng điện tử, cảnh báo lệch làn đường, phanh tự động khẩn cấp thông minh, camera 360 độ. Ford Territory 2023 sẽ chính thức ra mắt vào tháng 11 tới đây với 3 phiên bản đi kèm giá bán thấp nhất là 830 triệu đồng. Đối với thị trường xe máy tuần này, có lẽ cái tên được nhiều người nhắc đến nhất vẫn là chiếc tay ga quốc dân Honda Vision. Nhiều người ví von giá của mẫu xe này lên xuống như thị trường chứng khoán Việt Nam, khiến người tiêu dùng quay như trong chóng. Kể từ sau thời điểm tăng giá sốc lên 150% vào hồi tháng 6, đến đầu tháng 8, giá xe Vision tại các phiên bản đại lý đồng loạt giảm sâu về sát mốc giá đề xuất của Honda là trên 30 triệu đồng. Mới đây, với lý do khan hàng, xe Vision lại một lần nữa tăng giá từ 7 đến 10 triệu đồng. Nhưng mức tăng này vẫn chưa là gì nếu so với SH 150i phiên bản phanh ABS tăng từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng một xe, tương đương với việc mua kèm một chiếc xe số mới tinh. Sau một thời gian nghe ngóng, rốt cuộc anh cả của làng xe máy Việt Nam cũng quyết định dịch chuyển dần sang xe điện. Cụ thể, hãng xe Nhật Bản vừa công bố kế hoạch trình làng hơn 10 mẫu xe máy điện trên toàn cầu từ nay đến năm 2025, bao gồm các mẫu xe điện phổ thông, xe gắn máy điện, xe đạp điện và xe điện cơ lớn. Hứa hẹn trong vài năm tới, thị trường xe máy điện tại Việt Nam chắc chắn sẽ đặc biệt sôi động. Quay lại với chủ đề nóng trong tuần mà chúng tôi vừa đề cập ở đầu video. Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành thông tư số 11/2022. Thông tư này bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô. Như vậy, sau 18 năm chờ đợi, quy định về phương pháp xác định và mức độ rời rạc của linh kiện ô tô nhập khẩu sắp được bãi bỏ. Các doanh nghiệp đang rất vui mừng vì điều này sẽ giúp công nghiệp ô tô Việt Nam có cơ hội chuyển mình. Tuy nhiên mới đây, Bộ Tài chính lại có công văn số 9049 đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ chưa áp dụng thời hạn hiệu lực của thông tư này. Phía Bộ Tài chính giải thích, một là các nghị định hiện hành của chính phủ liên quan đến biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để làm cơ sở tính thuế vẫn đang bao hàm quy định về mức độ rời rạc của linh kiện ô tô. Hai là việc bỏ quy định nếu trên có thể dẫn tới tình trạng các doanh nghiệp sẽ nhập khẩu linh kiện ô tô đồng bộ nhưng có mức độ rời rạc thấp, không khuyến khích đầu tư dây chuyền, thiết bị để gia tăng tỷ lệ nội địa hóa trong nước. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ lùi thời hạn một phần hoặc toàn bộ điều khoản của thông tư 11, chờ dự thảo nghị định mới về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi mà Bộ Tài chính xây dựng được trình lên chính phủ. Tuy nhiên, trong dự thảo này, Bộ Tài chính vẫn kế thừa các quy định cũ đã hết hiệu lực. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề xuất bãi bỏ nội dung giao Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan ra soát, sửa đổi, bổ sung quy định về mức độ rời rạc đảm bảo phù hợp với thực tế tại khoản 3 điều 3 nghị định số 57/2020/NĐ-CP. Sự loay hoay thiếu thống nhất giữa các bộ ngành, mà ở đây là Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài chính đang gây tâm lý dè chừng cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực ô tô. Theo các chuyên gia, nếu vẫn áp dụng những quy định cũ từ cách đây 18 năm, trong khi ngành công nghiệp ô tô, đặc biệt là xe điện đang thay đổi từng ngày, thì đó sẽ là rào cản cho sự phát triển. Những rào cản về pháp lý, thiếu những chính sách hỗ trợ kịp thời trong những năm qua đã khiến không ít hãng xe quay lưng với chiến lược đầu tư sản xuất xe nội địa để tập trung cho xe nhập khẩu nguyên chiếc CBU. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng năm 2022, Việt Nam nhập khẩu hơn 96.000 chiếc CBU các loại.
Trong đó, lượng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam đạt trên 77.000 chiếc, chiếm 80% tổng lượng CPU các loại nhập về Việt Nam và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2021. Với việc sử dụng cách tính tỷ lệ nội địa hóa theo cụm chi tiết được sản xuất trong nước như hiện tại, cộng với ngành công nghiệp phụ trợ còn teo tóp, xe nội địa rất khó để cạnh tranh với xe nhập khẩu trong bối cảnh xe miễn thuế từ các nước ùn cập cảng Việt Nam. Vậy chúng ta sẽ cùng chờ xem trong thời gian tới, liên bộ sẽ tháo gỡ những vướng mắc này như thế nào để giúp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam. Chuyển sang những thông tin pháp luật mà quý vị cần nắm vững khi tham gia giao thông hàng ngày. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo nghiêm cấm người đứng đầu, lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương, cán bộ công chức, viên chức can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng. Cán bộ công chức, viên chức nào vi phạm sẽ bị thông báo về cơ quan hoặc địa phương nơi cư trú. Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới trước Ủy ban Nhân dân thành phố về các vi phạm này. Vâng, mặc dù quy định này không mới nhưng đang thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc ngăn chặn vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt là tình trạng dùng quan hệ để tác động, xin xỏ vốn đã tồn tại trong nếp nghĩ của một số người. Quý vị cũng cần đặc biệt lưu ý những lỗi vi phạm cụ thể như nồng độ cồn sẽ bị xử lý nghiêm trong đợt này. Tại Hà Nội, chỉ trong 3 tháng vừa qua, hơn 7.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, nộp vào ngân sách hơn 35 tỷ đồng. Đó là những thông tin về giao thông mà các tài xế cần lưu ý. Bị phạt tiền, tước giấy phép lái xe chỉ là một phần, nếu chẳng may có tai nạn xảy ra thì như người ta có câu, nếu điều đó xảy ra cả hai ta cùng khổ. Và hãy đặc biệt tránh mắc phải những sai lầm không đáng có như trong tình huống sau đây. Chiếc xe khách mang biển số Nghệ An ngang nhiên đi vào làn khẩn cấp, bất chấp ở phía sau, xe chuyên dụng của cảnh sát hú còi, yêu cầu đi đúng làn đường. Tình huống được camera hành trình của một xe khác ghi lại được ngày 21 tháng 9, tức là một ngày sau khi Hà Nội mở đợt tăng cường xử lý vi phạm trên đường Vành Đai 3. Theo ghi nhận của phóng viên, mấy ngày gần đây, tình trạng xe ô tô đi vào làn khẩn cấp như thế này vẫn còn khá phổ biến, khiến nhiều người tự hỏi phải chăng đây là điếc không sợ súng. Quý vị cần lưu ý, với lỗi như tình huống vừa nêu, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Hy vọng rằng tình hình giao thông lộn xộn tại đường Vành Đai 3 trên cao sẽ sớm được khắc phục. Chúc quý vị luôn có chuyến đi an toàn, thuận lợi. Bản tin Auto News cuối tuần xin được kết thúc tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau vào khung giờ 19:30 thứ bảy hàng tuần.